Xin chào các bạn, Thùy My rất vui vì được gặp lại các bạn. Và ngày hôm nay, Thùy My sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn thêm một sản phẩm nữa rất là cần thiết cho căn bếp của gia đình mình. Đó chính là một chiếc lò nướng điện đến từ thương hiệu TK, mã số sản phẩm là HSB635. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là chiếc lò nướng này có gì đặc biệt nhé. Đây là sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta. Về thiết kế thì chúng ta có thể thấy là thiết kế của lò nướng này nó có kích thước lớn hơn những chiếc lò nướng thông thường. Dung tích sản phẩm là 71/70 lít. Chiều cao sản phẩm là 59,5 cm, chiều sâu là 55,9 cm và chiều ngang là 59,5 cm. Hệ thống bàn điều khiển thì được thiết kế nằm ngay trên bề mặt của sản phẩm để giúp cho người tiêu dùng có thể sử dụng dễ dàng hơn. Cái thân máy của lò nướng này được làm bằng chất liệu thép không gỉ và kính cường lực dày 2 lớp giúp giữ nhiệt tốt hơn này. Đặc biệt đó chính là khi chúng ta mua thiết bị này sẽ có những cái phụ kiện đi kèm. Thứ nhất là một chiếc vỉ nướng. Chiếc vỉ nướng này sẽ làm bằng chất liệu phủ men chống dính. Cái thứ hai đó chính là một khay nướng. Cái khay nướng này thì chúng ta có thể dễ dàng để điều chỉnh tăng giảm chiều cao của khay nướng để phù hợp hơn với cái món ăn của chúng ta. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là sản phẩm này nó có đến 8 chức năng nướng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về 8 chức năng nướng này nhé. Đây chính là các ký hiệu và hệ thống chức năng nướng. Khi sử dụng chức năng nướng thì chúng ta sẽ điều chỉnh bằng những vành cơ ở đây. Chức năng thứ nhất chính là chức năng nướng theo kiểu truyền thống. Chức năng này chúng ta phù hợp dùng để nướng bánh xốp và bánh. Nhiệt độ nóng trong lò sẽ giúp làm chín đều thức ăn. Chức năng thứ hai chính là chức năng nướng vỉ trên. Để chuẩn bị cho món ăn chỉ cần nướng bề mặt, làm vàng lớp thức ăn bên ngoài mà không cần tác động vào bên trong thức ăn. Thích hợp đối với các thức ăn như là bò hoặc xương sườn, cá, bánh mì. Chức năng thứ ba chính là chức năng nướng vỉ trên công suất lớn. Bạn có thể làm vàng thức ăn nhanh và đỡ tốn thời gian nhờ một mức công suất lớn hơn mức bình thường. Chức năng thứ tư chính là chức năng nướng thanh nhiệt dưới. Nhiệt sẽ tỏa ra từ bên dưới, vì thế hợp để làm nóng thức ăn hoặc bánh bao hay các món tương tự. Chức năng thứ năm chính là chức năng nướng theo kiểu truyền thống có quạt. Cái chức năng này thì thích hợp cho quay thịt và nướng bánh. Nhờ có quạt mà nhiệt độ sẽ lan tỏa ra đều khắp lò. Chức năng thứ sáu chính là chức năng nướng công suất cao có quạt. Với chức năng này thì bạn có thể nướng và làm bằng bề mặt cùng lúc, đặc biệt là cho các món gà quay hay vịt quay. Khi mà sử dụng chức năng này, chúng ta nên đặt một cái khay bên dưới để hướng dầu mỡ. Ngoài ra, ngoài 8 chức năng nướng chính thì chúng ta còn có thêm một chức năng nướng, đó chính là chức năng Eco. Chức năng này sẽ giúp tiết kiệm được năng lượng. Chức năng này chính là chức năng rã đông đồ ăn. Chức năng này dùng để rã đông thức ăn, thích hợp với các thực phẩm như kem, mỏng sữa trứng, bánh tạt, bánh bao hoặc là trái cây. Chức năng này chính là chức năng nhiệt phân, vệ sinh bên trong lò. Và chức năng cuối cùng chính là chức năng gia nhiệt nhanh nhất. Khi chọn xong chế độ nướng thì chúng ta sẽ điều chỉnh mức gia nhiệt. Ở đây mức gia nhiệt sẽ từ 50 đến 250. Và khi chọn mức gia nhiệt phù hợp với món ăn thì bấm OK ở đây và chương trình sẽ bắt đầu chạy. Còn khi muốn kết thúc một cái món ăn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái nướng bằng cơ về vị trí ban đầu. Và có hai lưu ý khi chúng ta sử dụng lò nướng này. Thứ nhất là khi sử dụng các chức năng nướng, chúng ta phải đóng cửa lò nướng. Thứ hai đó chính là do bên trong lò thiết kế có đèn, nên khi chúng ta sử dụng bất kỳ chức năng nướng nào thì đèn hoa tiêu vẫn sáng. Và ngoài ra, lò nướng này có thêm một chức năng nữa rất là tiện lợi, đó chính là chức năng hẹn giờ. Cái chức năng này thì giúp đồ ăn của chúng ta sẽ không bị dư nhiệt và cháy khét. Thì nãy giờ Thùy My cũng đã chia sẻ những thông tin về sản phẩm cũng như là cách sử dụng sản phẩm. Để hiểu hơn về thông tin chi tiết của sản phẩm, các bạn hãy truy cập website thanhvihome.com.vn hoặc liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0976 363 930. Và để biết nhiều hơn về những thông tin của các sản phẩm tiếp theo thì các bạn hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thanh Vi Home nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.